hello xin chào tất cả các anh em đã đến với kênh phong emo thì tiếp tục hôm nay mình sẽ cập nhật một số thông tin về dự án là Multisin ha thì đây là một dự án mình đã chia sẻ cho anh em cách đây vài ngày ha thì đây là một dự án cực kỳ tiềm năng và nó tương tự như dự án ark ham thì cách đăng ký của dự án này thì rất đơn giản anh em chỉ cần đăng ký bằng email ha và giống như là anh em đăng ký danh sách trời đó ha thì dự án ark ham thì anh em những anh em đã biết ha thì đây là một dự án mà nó cho phép anh em chỉ đăng ký bằng email và xác nhận và liên kết ví. Thì để có những cái ví nhận lên đến là mấy chục ngàn đô năm nha. Đó thì đây là dự án cũng tương tự như dự án RK Ham. Cách thức đăng ký rất đơn giản thì mình sẽ giới thiệu sơ về dự án này lại ha. multi Thì đây là một cái dự án nè. Anh em có thể là trên trang x của dự án hiện tại đã có 7.144 người theo dõi nha. Thì trên đây là một số cái thông tin. À, Monty Sin sẽ sớm ra mắt ha, nhưng trước đó chúng tôi sẽ muốn tìm hiểu sâu hơn một chút về Monty Sin là gì và mục tiêu của chúng tôi hướng tới ha. Đó, rồi ở đây nó có một cái trang um, thông tin thì uh, hiện tại ha Monty Sin đã uh... rồi thì hiện tại ha chúng tôi vui mừng thông báo rằng uh, Coredrap uh, nhóm nòng cốt đằng sau Monty đã huy động hơn 2,2 triệu đô từ uh, Manifold và nhiều nhóm khác ha, thì đây dự án đã được huy động đến 2,2 triệu đô anh em nha rồi thì ở đây là một số thông tin của dự án thì anh em có thể thêm đọc thêm thì ở đây mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái chương trình aerop uh, uh, nhận điểm của nó ha thì anh em có thể là vào cái trang chính của dự án trang web dự án ha thì mình nói lại đây là một cái giai đoạn uh, mà còn rất là sớm ha anh em sẽ đăng ký sớm cho mình để anh em sẽ nhận được cái số điểm tối đa à đây mạng multi ha kiếm phần thưởng và xây dựng tương lai của internet nè làm thế nào nó hoạt động. Đó. Thì đây à, bắt đầu kiếm tiền chúng tôi đang chuẩn bị ra mắt và tham gia càng sớm thì bạn càng kiếm được nhiều điểm nha. Thì đây à, cái giai đoạn của dự án là hiện tại là chỉ mới là giai đoạn thông báo thôi nha. Ở đây nó có sẽ có 3 giai đoạn, giai đoạn thông báo, giai đoạn thử nghiệm và giai đoạn khởi động. Thì à, hiện tại dự án đang trong cái giai đoạn thông báo. Thì à, khi mà em đăng ký trong giai đoạn này thì em sẽ nhận được số điểm tối đa. Ở đây là anh em sẽ nhận được là 50.000 à cái điểm tiền thưởng đăng ký nha. Rồi ngồi ra thì cái hệ số này, hệ số điểm 10 lần và cái 5.000 điểm cho mỗi lượt giới thiệu ha. Còn khi nó xuống những cái giai đoạn tiếp theo thì à, cái phần thưởng nó sẽ chia hai ha và cái hệ số nó cũng giảm đi. À, chia hai luôn. Rồi tương tự như giai đoạn giai đoạn khởi động thì lúc đó số điểm nó chỉ còn có 000 thôi nha. À, và hệ số 1 và điểm giới thiệu là 500. Đó. Thì đây là một giai đoạn rất là sớm để anh em có thể tham gia thì những video những anh em nào đã xem video mình của thì anh em có thể là đăng ký sớm trong giai đoạn này để anh em nhận được tối đa cái số điểm ha rồi ok quay lại với cái đang ít dự án thì hiện tại nó có một cái à, thông tin mới cập nhật ở đây thì mình sẽ đọc à, một số thông tin để anh em nắm được à, về những cái phần thưởng à, được sẽ được quy đổi từ cái điểm mà mình nhận được ha ở đây giới thiệu và syncro à, tăng cường phát triển hợp tác ha xin chào mọi người thì tôi chắc chắn rằng bạn đã tò mò về các hoạt động chính thức chính xác của quy trình tích lũy điểm cho multisin sync nên chúng tôi đã chuẩn bị cho một bài đăng nhiều chi tiết về các hệ thống phần thưởng của mình. Đó, thì đây nó sẽ nói rõ chi tiết về những cái điểm này. À, mình sẽ nhận để làm gì đó nha. Rồi Sync Score là một cái hệ thống phần thưởng và giới thiệu được thiết kế riêng cho các cộng đồng được kết nối với nhau của Multisync. À, và à code coder ha. Singer à, các cái cá nhân và tổ chức đóng góp tài nguyên ban thông dự phòng à, đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phát triển vận hành các ứng dụng cộng tác với nhiều người chơi à, để đổi lấy những đóng góp của họ thì à, sinh sẽ kiếm được điểm trong hệ thống điểm xin này à, điểm này có thể là được đổi lấy nhiều phần thưởng khác nhau trong mạng ha rồi điểm xin là được gọi là sp ha, có giá trị quan trọng trong hệ sinh thái anh em nha thì khi ra mắt mã thông báo tiền ích đồng bộ hóa vào quý tư năm 2024 thì cái mb này nó sẽ được chuyển đổi thành cái điểm là mbx nha theo tỷ lệ 11 anh em nha thì những cái điểm mà anh em đã kiếm được trong cái dự án này à, thì sau này à, nó sẽ được đổi sang cái là MBX theo tỷ lệ 11 rồi tiếp tục ha những điểm MBX này có thể là được quy đổi được đổi thêm để lấy nhiều phần thưởng khác nhau à, quá trình chuyển đổi phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chí chất lượng à, bao gồm duy trì thời gian hoạt động tối thiểu chia sẻ băng thông nhất quán và tham gia tích cực vào mạng ha rồi xin score à, cũng kết hợp một chương trình giới thiệu nhằm mục đích để mở rộng nhanh chóng mạng lưới singer những người tham gia được khuyến khích mời người khác tham gia về nền tảng ha, kiếm thêm điểm cho mỗi lần giới thiệu à, thành công hệ thống giới thiệu hoạt động à, trên nhiều cấp độ ha, cho phép người giới thiệu nhận được phần thưởng cho những giới, lượt giới thiệu do những người họ giới thiệu thực hiện rồi ở đây ngoài việc được giới thiệu để tuyển dụng máy chủ singer thì các thành viên của cộng đồng sẽ có thể kiếm được điểm và phần thưởng cho những cái điều sau. Thứ nhất là giới thiệu các nhà phát triển trò chơi ứng dụng và trang web để xây dựng cho mạng Moonsin. Chơi và chiến thắng ha, các trò chơi trận đấu, hợp tác với các thành viên khác trong cộng đồng được xây dựng cho sinh Giới thiệu sinh cho các trường đại học và chương trình đào tạo ha, giáo dục cho chơi game và chương trình sẽ được giới thiệu vào tháng 5 năm 2024. Hơn nữa Sinscore còn giới thiệu các tính năng như là game à, gamification để thu hút à, người dùng và thúc đẩy sự tương tác của cộng đồng Bạn xếp hạng sẽ giới thiệu những người có thành tích cao nhất dựa trên số điểm số liệu khác nhau à, trong khi các cuộc thi à, thử thách à, mang đến cơ hội nhận thêm phần thưởng ha, hệ thống huy hiệu và các thành tích ghi nhận các cột mốc quan trọng và những đóng góp quan trọng trong mạng lưới việc vi đổi à, phần thưởng trong điểm xin sẽ nhận được nhiều lợi ích bao gồm quyền truy cập và các dịch vụ trong à, mạng montyxin bằng cách triển khai hệ thống à, khuyến khích dựa trên điểm này. Xin score nhằm mục đích à, cách mạng hóa việc chia sẻ tài nguyên đi pin à, và việc sử dụng nó trong trò chơi y học Ever VR. Đó. Thì tóm lại multi sin là một giao thức còn thiếu của internet ha, định nghĩa là lại à, tính đồng bộ hóa trong thời đại kỹ thuật số. Với kiến trúc phi tập trung và các biện pháp bảo mật mạnh mẽ, multi sin đồng bộ hóa mọi thứ ha, đảm bảo trải nghiệm liền mạch và an toàn trong các ứng dụng không giới hạn bằng cách xây dựng một thế giới được kết nối và cung cấp kiến thức cho các cái trạng thái đồng bộ phi tập trung. multi-chain trao quyền cho các nhà phát triển tạo ra môi trường trực tiếp, trực tuyến được đồng bộ hóa với tổ tiên cậy và khả năng mở rộng vô song. Đó, thì trên đây là một số cái phần giới thiệu về cái mục đích mà anh em kiếm được những cái điểm này là gì ha và những cái phần thưởng sau này anh em có thể là kiếm được từ cái phần điểm mà anh em kiếm được với dự án này anh em nha đó, đó thì uh, sơ bộ ha, mình sẽ đọc lại một số cái điểm quan trọng ở đây. đó, à, mình sẽ đọc cái phần này quan trọng này. Điểm xin được gọi là SP ha, có giá trị quan trọng trong hệ sinh thái. Thì uh, nó vào quý tư năm hai nó sẽ ra mắt một cái mã thông báo uh, đồng bộ hóa ha. Thì MB lúc đó nó sẽ được uh, chuyển đổi thành cái điểm MBX theo tỷ lệ 11 và những cái điểm MBX này thì uh, có thể được đổi thêm để lấy nhiều phần thưởng khác nhau nha. Đó, thì nó nói về cơ bản như vậy ha. Thì uh, đây là một cái uh, thông tin chia sẻ thêm về một số cái manh mối để anh em có thể là uh, kiếm thêm nhiều cái điểm à uh, uh, này thì sau này nó sẽ được quy đổi sang cái uh, mã thông báo là MBX ha uh, theo tỷ lệ 1:1 nha. Rồi thì những anh em nào chưa biết đến dự án này thì có thể xuống phần mô tả video xem lại ha. Mình có để cái đường link video cũng như là hướng dẫn anh em cách đăng ký cái dự án này thì cách thức đơn giản đăng ký của dự án này thì rất đơn giản anh em chỉ cần đăng ký bằng email và xác nhận email ha à, thì lúc đó anh em sẽ đăng ký thành công nha rồi ok thì nếu thấy video thì cho mình một nút like để ủng hộ video ha những anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký và chọn vào chuông bên phải để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình xin chào hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo